Tiếp tục diễn biến bộ phim Tây Hành Kỷ, La Hầu và Linh Bảo Thượng Tôn đã chạm trán nhau. Linh Bảo Thượng Tôn dễ dàng áp đảo La Hầu, nhưng mà sức mạnh của hắn ta không chỉ có vậy. Mục đích của hắn tới nơi này chính là tàn sát thiên thần, ai ngăn cản đều sẽ bị chém. Hắn vùng đao chém ra vô số luồng kinh lực. Linh Bảo Thượng Tôn sử dụng ra tấm khiên ngăn cản, nhưng mà kinh lực của hắn lại quá mạnh, chèn ép cho cô liên tục phải lùi lại. Nhận thấy cơ hội, hắn lao đến chém một kích khủng khiếp. Tiếc rằng Linh Bảo Thượng Tôn vẫn ngăn cản được. Cô lên tiếng khuyên ngăn, nếu như hắn còn chấp mê bất ngộ thì kết cục chắc chắn sẽ giống như những người đi trước. La Hầu lại tự tin cho rằng trận chiến ngày xưa thất bại là bởi vì không có hắn mà thôi. Hắn vẫy tay hô hào tất cả đấu sĩ xông lên, số lượng quân địch vô cùng hùng hậu. Linh Bảo Thượng Tôn bạo phát sức mạnh ngăn cản, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể ngăn cản được ý chí quyết chiến của Atula. Dưới sự dẫn đầu của La Hầu, bọn chúng lại ồ ạt xông lên. Các thiên binh chống trả bằng cách bắn ra vô số mũi tên. Tiếc rằng sự phản kháng này lại quá yếu ớt trước đấu sĩ Atula. Sát Tâm Quan Âm cũng lao ra ngoài chiến đấu. Một tên đấu sĩ nhất đẳng của Atula bạo phát đấu hồn, sức mạnh gia tăng gấp bội. Gã sử dụng ra tuyệt kỹ, triệu hoán rất nhiều cây rìu khổng lồ bổ về phía Sát Tâm. Trên miệng cũng không quên tuyên bố hôm nay sẽ là ngày chết của hắn. Sát Tâm dễ dàng ngăn cản rồi cho biết gã không có thực lực để làm chuyện đó. Chỉ với một chiêu thần kỹ, đấu sĩ nhất đẳng Atula đã bị đánh nằm ngã ngửa. Về phía La Hầu, sau một trận công kích như vũ bão thì hắn cũng nhận ra điểm bất thường là Linh Bảo Thượng Tôn chỉ một mực phòng thủ chứ không tấn công. Sức chiến đấu của La Hầu quá mạnh, dù bị trúng một vụ nổ thần lực khủng khiếp thì cơ thể vẫn không hề hấn gì. Ngay sau đó còn phản công đánh cho Linh Bảo Thượng Tôn bay ra xa. Hành động này làm cho sĩ khí đại quân Atula tăng cao. Đến nước này rồi, Linh Bảo Thượng Tôn cũng phản công, cô triệu hoán các Chấn Thiên Đồng Nhân xuất hiện. Chấn Thiên Đồng Nhân là người khổng lồ, cơ thể mình đồng da sắt, rất khó để đánh bại. Không chỉ có mặt trận của phía Sát Tâm Quan Âm, mà những mặt trận khác cũng được người khổng lồ hỗ trợ. Bọn họ vừa có sức chiến đấu mạnh mẽ, cơ thể lại cứng rắn, trên tay cầm cây cột vung xuống đất càn quét. Sức mạnh của Chấn Thiên Đồng Nhân có thể địch lại được Trảm Vương, miễn dịch với độc của bà Chỉ. Có bọn họ hỗ trợ, phía Atula e rằng sẽ phải tốn công sức nhiều hơn nữa rồi. Đánh lẻ không làm gì được, La Hầu ra lệnh thay đổi chiến thuật là hợp sức vây công từng người, đánh bại lần lượt từng tên. Lúc này con trai La Hầu cũng đã lẻn ra ngoài, nhìn thấy tộc của mình đang giao chiến với thiên thần, trong lòng cậu ta cũng đã dậy sóng. Như La nhanh chóng xuất hiện khuyên ngăn, đứng giữa lựa chọn là về phe của sư phụ hay phe của dân tộc, thì cậu ta vẫn chọn đứng về phe đồng loại của mình. Thế là Tô Ma đã cầm dao lao lên, tấn công Như Lai. Tiếc rằng hành động của cậu ta lại quá yếu ớt so với một vị đại thần nổi danh thiên giới. Mặc kệ cho cậu ta tấn công dồn dập, Như Lai vẫn dễ dàng tránh né. Sau đó tùy tiện phản công, đã đánh bại được Tô Ma. Nhưng mà hắn lại không tức giận vì hành động của đệ tử. Hắn bình tĩnh dùng lời lẽ khuyên ngăn giúp Tô Ma bình tĩnh lại. Rất nhanh sau đó, Huồng Vương cũng bay đến và yêu cầu Tô Ma cùng mình quay về. Một bên là phụ thân, một bên là sư phụ, Tô Ma không biết lựa chọn ra sao. Như Lai nhanh chóng bước ra ngăn cản, người là do hắn mang đi, khi nào trở về cũng là do hắn quyết định. Lời này cũng đồng nghĩa rằng hai bên sẽ phải xảy ra một trận tranh chấp. La Hầu suốt đời chém ra vài luồng kinh lực và yêu cầu phần cao thấp ngay tại đây. Như Lai thì có nhiều toan tính hơn, hắn cảm thấy đây chưa phải thời cơ để quyết đấu. Nhưng mà đối thủ đã lao đến tấn công phù đầu, hắn bắt buộc phải xuất ra thực lực kháng cự. Đúng vào lúc này, Tôn Ngộ Không lại bất ngờ xuất hiện. Cậu biến lớn cây gậy như ý rồi giáng về phía La Hầu. Đòn tấn công quá bất ngờ, La Hầu phải lùi lại tránh né. Trước đó La Hầu đã nói rằng sẽ đợi cậu ta đến khiêu chiến, cho nên mục đích lần này Tôn Ngộ Không đến đây là để phần cầu thấp. Sau khi biến trở lại dáng vẻ bình thường, sức mạnh của cậu cũng đã tăng lên rất nhiều. Cậu ta cầm gậy lao đến đánh trực diện với La Hầu. Vũ khí hai bên va chạm nhau liên tục, không ai chịu thua ai. Tôn Ngộ Không biến ra một thân ảnh khổng lồ sáng về phía Cuồng Vương một cú đấm. Dù bị ăn tròn một cú đấm khủng khiếp này lên người thì hắn ta vẫn không hề hấn gì. Tôn Ngộ Không lại cầm gậy lao đến tấn công. Mục đích của La Hầu đến đây là tấn công thiên thần. Còn chiến đấu với Tôn Ngộ Không là nằm ngoài mục đích nên hắn không muốn chiến đấu chút nào. Tôn Ngộ Không lại cứ lao đến tấn công dồn dập. Hành động dây dưa không dứt của cậu ta làm cho La Hầu tức giận. Hắn liên tục phóng ra vô số kinh lực. Chẳng may bị chém trúng là cơ thể sẽ bị cắt thành hai phần. Ngộ Không vẫn tránh né được. Cậu dùng chiêu biến hình ra thêm nhiều cái phân thân. Các phân thân cùng nhau xông lên đánh hội đồng. La Hầu vung đao thành một cơn lốc chém rụng hết phân thân. Tôn Ngộ Không bổ một gậy vào người hắn.
Nhưng mà cú đánh này lại giống như đập vào cục sắt cứng rắn vậy. Gậy Như Ý bị cong đi, còn La Hầu thì vẫn đứng yên như chưa có gì xảy ra. Hắn bạo phát đấu hồn, cánh tay chém ra nhiều luồng sức mạnh. Với sự nhanh nhạy của mình, cậu ta vẫn có thể tránh né được. Hắn bắt đầu nghiêm túc bằng cách sử dụng ra tuyệt chiêu, sức mạnh bạo phát tạo ra một vùng không gian giam cầm. Tôn Ngộ Không vừa mới xông vào trong không gian liền bị áp chế. Cơ thể bị cỗ sức mạnh khủng khiếp chèn ép lên người khiến hành động bị chậm lại 100 lần. La Hầu cầm đao chậm rãi tiến lại gần, sau đó bắt đầu chém ra một loạt công kích, bón cho Tôn Ngộ Không một trận hành ngập mồm. Đối mặt với chiêu này, ngay cả ba vị vương khác cũng không đỡ nổi, nhưng Như Lai lại vẫn thản nhiên không hề muốn ra tay hỗ trợ. Như Lai biết Ngộ Không cũng chỉ vừa mới bắt đầu nghiêm túc mà thôi. Vài trăm luồng kinh lực chém về phía yêu hầu, sau đó lại bị hai thanh đao của La Hầu bổ vào người. Tôn Ngộ Không la hét đau đớn, kêu gào kiểu sắp chết rồi. Sau khi nhìn rõ thì ta mới thấy được con khỉ này đang diễn sâu, nhập vai quá xuất sắc rồi. Cậu ta không có chút thương tích nào trước những đòn tấn công của La Hầu. Bà nãy kêu gào chỉ để chọc ghẹo đối thủ mà thôi. Cậu biến hóa thành bộ dạng kim cương bất hoại, phá tan không gian giam cầm của La Hầu. Sau chút thời gian nghỉ giữa hiệp thì La Hầu lại dùng tốc độ nhanh như chớp lao lên tấn công. Màn chạm trán của hai người tạo ra dư chấn khủng khiếp. Đòn công kích của hắn bây giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, Ngộ Không bị chém bay ra xa. La Hầu thấy vậy lại bồi thêm một tuyệt kỹ, sát khí ngưng tụ thành một cái đầu lâu khổng lồ. Ngộ Không cũng sử dụng ra tuyệt chiêu để ngăn cản. Kim cô bổng trong tay biến hóa thành nhiều cây gậy khổng lồ, rồi sáng xuống cái đầu lâu. Màn quyết đấu tạo ra dư chấn khủng khiếp, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa phải thực lực chân chính của bọn họ. Hai người bọn họ vẫn còn nhiều chiêu thức chưa sử dụng. La Hầu đứng trên cái đầu lâu liên tục vung đao chém nát gậy Như Ý. Nhưng mà số lượng gậy Như Ý lại rất nhiều, chỉ một chút lơ là, hắn đã bị gậy bổ vào người, cơ thể bị đánh bay vào vách núi. Chỉ thoáng chốc sau khi bị ăn đòn, hắn ta đã có thể đứng dậy. Sức chịu đựng của cuồng vương quá mạnh mẽ rồi. Hắn ta cầm chắc thanh đao, Tôn Ngộ Không cầm chắc cây gậy, cả hai đồng loạt lao đến va chạm. Nhưng còn chưa biết kết quả trận đấu, ai sẽ thắng, ai sẽ bại thì tập phim đã khép lại. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.